Chào các bạn, mình tên là Phương Linh, mình 20 tuổi, mình vừa mới nhận được visa đi du học Mỹ. Mình có một số kinh nghiệm muốn chia sẻ với các bạn để làm hồ sơ để xin visa có thuận lợi. Thứ nhất là hồ sơ của mình rõ ràng, tài chính thì tài chính càng nhiều càng tốt, mình nghĩ là vậy. Rồi học bạ, bằng điểm. Học bạ thì mình có bao nhiêu cái giấy khen mình kẹp vào trong đó. Khi đi phỏng vấn thì lúc mà đứng xếp hàng ở bên ngoài á thì ai cũng run cả, ai cũng hồi hộp, nhưng mà lúc mà vào bên trong để chuẩn bị vào trong từng ô để mình phỏng vấn á thì lúc đó ráng lấy lại bình tĩnh, cũng rồi nhìn xem ô nào mà nhiều người họ cầm giấy xanh họ chạy ra thì mình có thể nhắm trước ô đó cũng được. Rồi đừng có, nói chung là trước lúc phỏng vấn là còn đứng chờ một khoảng thời gian rất là dài, cho nên là cố gắng lấy lại bình tĩnh vào lúc đó. Khi vào phỏng vấn thì các câu hỏi phỏng vấn cũng là những câu mình đã học rồi. Trước khi ra phỏng vấn thì các anh chị cũng đã dặn câu nào trọng tâm, câu nào họ hay hỏi thì nói như là mình cũng đã biết hết rồi. Họ nói tiếng Anh cũng dễ nghe lắm, không có khó khăn gì hết, chỉ có là mình nói to lên tại vì cái gương cũng dày lắm. Với lại là lúc mà mình xếp hàng để chờ phỏng vấn á, cười lên, cười đại lên, cứ nhìn kiểu mình nhìn ai mình cũng cười hết á. Xong rồi lúc mà mình, tức là trước khi phỏng vấn là phía trước mình sẽ có một người, mình sẽ đứng ở vào đằng sau, thì cái lúc đó là cứ nhìn cái người phỏng vấn mình mà cười lên thôi, cười miết đó đó. Trước khi mà mình làm hồ sơ thì mình có nghe rất là nhiều bạn bè giới thiệu đến Tân Đại Dương, thì mình cũng tìm hiểu nhiều trung tâm lắm, nhưng mà sau rồi thì cũng quyết định chọn Tân Đại Dương ở thì vào Sài Gòn để phỏng vấn. Thấy anh chị làm nhiệt tình, đảm bảo, với lại là mình cảm thấy phỏng vấn ở Sài Gòn thì hình như họ sẽ thoải mái hơn là khi mình làm phỏng vấn Hà Nội. Thì mình ở Đà Nẵng. Đà Nẵng cũng có rất là nhiều công ty du học á, nhưng mà Đà Nẵng thì không có lãnh sứ quán của Mỹ, cho nên là tốt nhất là mình cứ vào Sài Gòn làm xong rồi học ở đây rồi đi phỏng vấn ở đây trong cùng một lúc, nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Với lại là công ty ở trong này thì nó đảm bảo hơn là ở ngoài Đà Nẵng. Chỉ cần gửi hồ sơ và rồi họ làm tất cả cho mình thôi. Lý do mình chọn Mỹ thì bởi vì hồi nhà em thích đi Mỹ cả. Mỹ thì giáo dục họ tốt, môi trường cũng tốt, phong cách của họ cũng hay nữa, phong cách sống của họ cũng hay. Rồi mình thì học trường Rosemont College, chuyên ngành về quản lý dịch vụ và du lịch. Đó là trường các chị ở đây cũng tư vấn cho mình. Trường mình thì ở Santiago, ở Cali. Thì trường này thì cũng được các chị ở đây giới thiệu cho mình. Thì hiện bây giờ thì mình đã có visa rồi. Thì mình cảm thấy là khi mà làm hồ sơ tại Tân Đại Dương á thì tất cả các bước á là đều là các chị chỉ, còn mình tự làm, chỉ để mình hiểu rõ gốc, hiểu rõ từng cái hồ sơ này là từ đâu mà ra, rồi quy trình như thế nào thì mình đều được nói rõ hết. Rồi tất cả câu hỏi ở đây thì đều là do mình tự nghĩ ra ý của mình để mà trả lời, chứ không phải là vào đây rồi cho bài để học thuộc, cho nên là cảm thấy rất là tốt. Cuối cùng thì mình nghĩ là để mà có được visa để đi Mỹ thì không quá khó như là các bạn đã tưởng tượng. Mình cứ lúc mà vào phỏng vấn á, quan trọng nhất là phải bình tĩnh, chứ mà không bình tĩnh thì quên hết bài, với cả là họ bảo lấy hồ sơ gì thì cũng khó mà lấy ra được. Xong rồi hồ sơ chuẩn bị rõ ràng, cũng hiểu rõ hồ sơ mình có cái gì có cái gì. Chúc các bạn làm hồ sơ và xin được visa Mỹ thành công. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v.
Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính, tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ, hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ, khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán, đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.